Xin chào quý vị và các bạn, đến với bản tin cập nhật giá sầu riêng mới nhất ngày hôm nay mùng 6 tháng 9 năm 2023 trên kênh Bản tin Nhà Nông. Nếu bạn là người mới đến với kênh, xin hãy ủng hộ ban biên tập một like và một nút đăng ký kênh để nhận thông báo giá sầu riêng mới nhất mỗi khi kênh phát hành. Chúc quý vị một ngày mạnh khỏe và thành công. Mở đầu bản tin là những tin vắn đáng chú ý, phần cuối bản tin là thông tin giá sầu riêng được thu mua tại các vùng trọng điểm. Sầu riêng Thái Lan ồ ạt vào Trung Quốc. Xuất khẩu sầu riêng Thái Lan sang Trung Quốc tăng mạnh từ khi tuyến đường sắt cao tốc nối Lào và nền kinh tế số 2 thế giới vận hành. Theo Bộ Thương mại Thái Lan, xuất khẩu sầu riêng của nước này sang Trung Quốc đạt 446.152 tấn trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái là 281.528 tấn. Một trong các lý do được người trong ngành chỉ ra là nhờ tuyến đường sắt cao tốc Lào-Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian vận chuyển. Người tiêu dùng Trung Quốc ưa thích sầu riêng Thái từ lâu, nhưng xuất khẩu chỉ tăng vọt kể từ năm ngoái khi tàu cao tốc bắt đầu hoạt động. Bà Azada Phuang Tông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế của Bộ Thương mại Thái Lan nói, năm 2022, nước này xuất khẩu kỷ lục 700.000 tấn sầu riêng, với 90% là đến Trung Quốc. Tàu cao tốc Trung Quốc-Lào bắt đầu chạy vào tháng 12 năm 2021, tạo cơ hội cho hàng hóa Thái Lan đi qua biên giới vào thủ đô Viêng Chăn của Lào để vận chuyển đường sắt đến thành phố Côn Minh phía nam Trung Quốc. Tuyến đường sắt này dài 1.000 km, giúp thương nhân Thái Lan giảm thời gian giao hàng đến Trung Quốc xuống còn 15 giờ, thay vì 2 ngày khi vận chuyển bằng xe tải như trước đây. Cửa khẩu Nong Khai, nơi tuyến đường sắt cao tốc Trung Quốc-Lào đi qua đã chứng kiến nông sản Thái Lan thông quan tăng vọt, theo Rachada Znadirek, phó phát ngôn viên văn phòng Thủ tướng Thái Lan. Trong 5 tháng đầu năm, sầu riêng tươi của nước này đi qua Nong Khai có kim ngạch cao nhất trong các mặt hàng, đạt hơn 2 tỷ bạt tương đương hơn 57 triệu đô la Mỹ, tăng 364% so với cùng kỳ năm 2022. Bà Azada cho biết, việc rút ngắn thời gian vận chuyển đã thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng Thái Lan tăng mạnh và cũng mang lại cơ hội lớn cho các loại trái cây, rau quả và các sản phẩm dễ hư hỏng khác của Thái Lan cần đến tay người tiêu dùng Trung Quốc mà vẫn đảm bảo độ tươi, chất lượng tốt. Ông Ramon, Tổng Giám đốc Cục Đàm phán Thương mại Thái Lan nhấn mạnh, tác động mang tính chuyển đổi khi các chuyến hàng qua cảng khô phía đông bắc Nong Khai đã tăng từ 90,41 triệu bạt. Thời điểm tuyến đường sắt này ra mắt tháng 12 năm 2021 lên 1,96 tỷ bạt vào năm ngoái. Bộ Thương mại Thái Lan đang khuyến khích các nhà xuất khẩu, đặc biệt là trái cây và rau quả, chuyển sang tận dụng tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, đặc biệt khi giá dầu tương đối cao đang đẩy chi phí vận tải đường bộ leo thang. Thunkanong Tiusuwan, một thương nhân xuất khẩu sầu riêng cho hay, thường phải mất 10 đến 12 ngày để chất sầu riêng lên xe tải, chở đến cảng biển, chuyển vào container vận chuyển và chất lên tàu. Các tàu này thường mất thêm một tuần nữa để đến các cảng quan trọng của Trung Quốc. Tôi đang nghĩ đến việc chuyển sang sử dụng tàu cao tốc, người này nói. Sầu riêng ngày càng trở thành nông sản xuất khẩu quan trọng của Thái Lan. Năm ngoái, kim ngạch của trái cây này là 110 tỷ bạt tương đương 3,1 tỷ đô la Mỹ, gần bằng mức 130 tỷ bạt mà Thái Lan thu được từ xuất khẩu gạo. Xuất khẩu sầu riêng của Thái Lan có thể còn nhanh hơn nữa trong tương lai, khi nước này có kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc của riêng mình nối Bangkok đến thành phố Nong Khai gần biên giới với Lào. Đoạn đầu tiên dài 253 km từ Bangkok đến thành phố Nakhon Ratchasima đã bắt đầu thi công năm ngoái và dự kiến khai thác thương mại năm 2026. Đoạn 2 dài 355 km từ Nakhon Ratchasima đến Nong Khai sẽ hoàn thành vào năm 2028, nghĩa là các loại nông sản từ miền Trung Thái Lan có thể đến tay người tiêu dùng ở Trung Quốc bằng tàu cao tốc trong vài ngày. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Thái Lan vẫn chưa điều chỉnh tăng dự báo xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, vì đang lo ngại về suy thoái ở nền kinh tế số 2 thế giới và khả năng canh tác bất lợi từ hiện tượng El Nino. Các nhà sản xuất và kinh doanh sầu riêng lo ngại thời tiết khô hạn do El Nino gây ra có thể hạn chế sản lượng và ảnh hưởng đến xuất khẩu. Tôi lo lắng cả về cung và cầu, vì sản lượng sầu riêng đang giảm và người mua ở Trung Quốc bắt đầu hạn chế đặt hàng, Som Chai Chong Sri, một người trồng và kinh doanh sầu riêng ở tỉnh Chanthaburi, Thái Lan cho biết. Một rủi ro khác là chất lượng. Tuần trước, cơ quan hải quan Trung Quốc đã từ chối 29 container chứa 300 tấn sầu riêng Thái Lan sau khi phát hiện quả đã bị thối do sâu bướm vàng, một loại sâu bệnh phổ biến. Vụ việc khiến ngành sầu riêng Thái Lan lo ngại khả năng Trung Quốc suy giảm niềm tin và chuyển sang đặt hàng nhiều hơn từ các nước khác. Giá sầu riêng hôm nay, giá sầu riêng Thái, giá sầu riêng G6 khu vực miền Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Cập nhật hôm nay ngày 6 tháng 9 năm 2023, giá sầu riêng hôm nay tạm thời đi ngang, chưa thấy có sự thay đổi. Sau đây là bảng giá sầu riêng tham khảo được thương lái thu mua tại vườn ở các khu vực miền Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Tùy theo đoạn đường hay khu vực vận chuyển mà giá cả sẽ có sự chênh lệch ít nhiều. Khu vực miền Tây Nam Bộ, RI6 đẹp lượng,
55.000 đến 59.000 đồng trên kg, RI 6 xô, 45.000 đến 52.000 đồng trên kg, sầu riêng Thái đẹp lựa, 80.000 đến 85.000 đồng trên kg, sầu riêng Thái mua xô, 70.000 đến 78.000 đồng trên kg. Khu vực miền Đông Nam Bộ, RI 6 đẹp lựa, 55.000 đến 58.000 đồng trên kg, RI 6 xô, 45.000 đến 50.000 đồng trên kg, sầu riêng Thái đẹp lựa, 80.000 đến 85.000 đồng trên kg, sầu riêng Thái mua xô, 70.000 đến 78.000 đồng trên kg. Khu vực Tây Nguyên, RI 6 đẹp lựa, 55.000 đến 58.000 đồng trên kg, RI 6 xô, 45.000 đến 50.000 đồng trên kg, sầu riêng Thái đẹp lựa, 80.000 đến 85.000 đồng trên kg, sầu riêng Thái mua xô, 70.000 đến 78.000 đồng trên kg. Hãy theo dõi kênh Bản tin Nhà Nông để cập nhật tin tức giá thị trường hàng ngày. Chúng tôi luôn cập nhật liên tục và mang đến cho bạn nguồn thông tin chính xác nhất. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.